Ngô Thị Bích Thảo, 23 tuổi, đến từ Ninh Thuận. Mình vừa mới tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng của trường Đại học Nguyễn Đức Thành. Sắp tới mình qua Mỹ thì học lại ngành marketing ở trường Houghton Community College ở Houghton, Texas. Thời tiết ở Houghton thì nó gần giống với Việt Nam mình. Trường Houghton Community College thì có hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy, cộng với địa điểm của nó nằm ở ngay trung tâm thành phố của Texas. Trường Houghton Community College ngoài giảng dạy về chuyên ngành chính cho chúng ta, còn bồi dưỡng thêm về các kỹ năng nói, viết, thanh văn, cũng như bồi dưỡng nhân cách của con người. Mình chọn Mỹ du học bởi vì qua tìm hiểu thì mình thích đời sống cũng như con người của Mỹ, và thêm vào đó là em gái của mình cũng ở đó, cho nên mình muốn qua Mỹ để du học. Qua đó thì năm đầu tiên mình sẽ học ESL tại trường Houghton, 2 năm tiếp theo mình sẽ học vào chuyên ngành chính là marketing cũng tại trường Houghton, và 2 năm cuối cùng thì mình sẽ học tại University of Houghton. Mình biết công ty Tân Đại Dương qua đầu tiên khi mà em gái của mình có ý định muốn đi du học, thì hai chị em đã đi tìm hiểu một số công ty làm về vấn đề du học, và mình thấy Tân Đại Dương ổn định so với những công ty khác. Em gái mình đã chọn Tân Đại Dương để làm, và sau đó mình cũng có giới thiệu với chị họ của mình. Khi mà hai người đó làm xong thì mình cũng quyết định để làm. Khi mà đến trung tâm, người đầu tiên mà em gái mình làm là chị Phương Thảo, thì sau đó chị họ của mình cũng là chị Phương Thảo, và bây giờ tới mình cũng là chị Phương Thảo. Chị Phương Thảo thì lúc mà làm giấy tờ thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là chị sẽ lưu ý kiến cho mình những cái gì mà mình cần biết, cung cấp cho mình nhiều thông tin mà mình cần phải biết. Học phỏng vấn thì chị cũng có đôi chút khó khăn, nhưng mà nhờ những cái khó khăn đó của chị thì mình thấy khi mà mình học phỏng vấn hoặc là khi mình đi phỏng vấn thì mình chắc chắn với câu trả lời của mình hơn. Mà một ngày đi phỏng vấn thì mình có học qua anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh có dạy cho mình 7 câu hỏi quan trọng khi mà người ta phỏng vấn. Và đa số trong khi mà người ta phỏng vấn, lãnh sự quán phỏng vấn mình, thì những câu hỏi đều nằm trong những câu hỏi mà anh Bảo Anh đã đưa ra. Nói chung là nó đều nằm trong cái phạm vi anh Bảo Anh dạy hết, cũng không có cái gì là khó khăn hết. Khi mà anh Bảo Anh dạy thì anh Bảo Anh vừa dạy những câu hỏi, vừa dạy cho mình kỹ năng lúc mà phỏng vấn, chỉ cho mình cách tự tin hơn khi mà phỏng vấn. Cho nên khi mà mình vào phỏng vấn, khi mà mình nhớ lại những gì anh Bảo Anh dạy thì mình cảm thấy khá là ổn định tư tưởng lúc đó. Khi mà mình nhận được visa thì rất là mừng và cảm thấy hồi hộp khi mà chuẩn bị đến với nước Mỹ. Vậy bây giờ có visa rồi thì mình có một vài lời khuyên nhỏ đến với các bạn. Đó là khi mà vào phỏng vấn, chúng ta chỉ cần khi mà đối diện với lãnh sự quán, chúng ta chỉ cần đối mặt với họ thẳng thắn và nói to rõ, thì người ta sẽ có cảm giác rất là hài lòng đối với bản thân. Về trang phục thì chỉ cần đơn giản thôi, giống như là lúc mà anh Bảo Anh dạy cho chúng ta vậy, giống như là mình đang đi một bữa tiệc nhỏ với bạn bè như vậy thôi, chứ đừng có quan trọng hóa về vấn đề bộ đồ. Vì khi mà mình mang cái bộ đồ quá trang trọng vào, người ta cũng sẽ đánh giá mình từ bộ đồ đó, cho nên người ta cũng sẽ rất là khó khăn trong việc phỏng vấn cho mình. Mình thấy Tân Đại Dương là một công ty tốt để mà chúng ta có thể gửi gắm trong việc vấn đề làm giấy tờ đi du học cũng như là đi du lịch. Nhân đây em cũng gửi lời cảm ơn tới anh Bảo Anh cũng như chị Phương Thảo đã giúp em trong thời gian qua trong việc vấn đề giấy tờ cũng như là những câu hỏi và cách phỏng vấn, đã dạy cho em hết tất cả những cái gì mà liên quan tới vấn đề du học của em. Em cảm ơn hai chị rất là nhiều.